công điện số 914 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép. Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 các địa phương trong cả nước đã rất quyết tâm nỗ lực từng bước kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, dịch bệnh hiện đang diễn biến rất phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và đã lây lan khá nhanh ra một số địa phương khác thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thứ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ một tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 và các hướng dẫn quy định về phòng chống dịch của bộ y tế với tinh thần chủ động quyết liệt mạnh mẽ thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài lỏng lẻo bên trong phải tổ chức tốt việc cung cấp lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa cách ly y tế giãn cách xã hội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ vùng dịch theo quy định bộ y tế công bố chính thức và cập nhật thường xuyên danh sách các vùng dịch trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế Đối với thành phố Hồ Chí Minh, trong khi toàn bộ thành phố chưa được coi là vùng dịch, thì tất cả những trường hợp đến từ đi qua các khu vực chưa được công bố là vùng dịch đều phải khai báo y tế bắt buộc, chính quyền địa phương nơi đến phải lập danh sách quản lý điều tra dịch tễ và có quyết định cách ly xét nghiệm theo dõi sức khỏe phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ dứt khoát trực để hơn nhằm sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế các ổ dịch. Trong đó, đặc biệt lưu ý Tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ quy định giữ khoảng cách trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Hoàn thành ngay các công việc cần thiết về pháp lý và tuyên truyền vận động để hạn chế ở mức cao nhất người dân đi lại, khẩn trương thống nhất cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát tốt người lao động trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương này nhưng cư trú ở địa phương khác kiểm soát chặt chẽ người điều khiển phương tiện vận tải ra vào thành phố nhằm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không gây ác ách tắc phương tiện vận tải hàng hóa và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể trong điều kiện dịch bệnh. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do không có tích lũy, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói do dịch bệnh các bộ y tế, giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan có các hướng dẫn cụ thể, giải đáp kịp thời theo đề nghị của các địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trong lĩnh vực quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời động viên, khen thưởng các điển hình tốt. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm.